Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng cây kim tiền bằng thân nhé. Rất là đơn giản thôi nhé. Chúng ta tách từ thân ra và chúng ta đâm khoảng hơn một tháng này nó sẽ ra rễ và mình sẽ có được cái chậu kim tiền rất là đẹp như thế này. Hôm nay mình có cái chậu kim tiền to như này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách nhân giống kim tiền nhé, từ thân nhé, kim tiền. Chứ mình không dâm từ lá, vì dâm từ lá thì phải mất 1 năm thì cây nó mới dài được khoảng 15 cm. Mình dâm từ cái cành ấy hay là cái thân ấy thì nó sẽ nhé, cây nó sẽ khoảng 1 tháng là nó sẽ ra củ mới và ra mầm mới ấy. Nên mình sẽ chia sẻ cái cách này. Các bạn chuẩn bị cho mình đây cây kim tiền này, chọn những cái cành nó già và nó, chứ không phải chọn những cành non nhé, cành trưởng thành ấy. Và ở đây là gồm có chậu cát và phân kích rễ, ra rễ nhanh là 3m và một cái con dao sắc. Và hôm nay mình sẽ, đây cây này to thì mình chỉ lấy những cái trồng dâm ở cái chậu nhỏ này, mình chỉ lấy những cái thạch cành như thế này thôi. Đấy, còn những cành dài này mình không lấy để cho nó phù hợp với cái cành cây nhỏ. Còn nếu các bạn dâm bằng lá ấy, thì các bạn lấy những cái lá già dưới gốc như này, các bạn cắt, các bạn dâm nhé. Nhưng một năm thì nó mới ra được cái cây khoảng 15 cm như này. Nên mình dùng luôn cái thân này. Bây giờ mình sẽ cắt tại gần gốc nhé. Và dùng con dao sắc chúng ta cắt, không dùng kéo, vì kéo cắt thì nó sẽ làm cho bị dễ bị úng, ở nó sẽ dễ dập ở dưới cái phần gốc này nhé. Nên dùng con dao sắc thì chúng ta cắt ở dưới gốc này nhé cho mình nhé. Mình cắt khoảng 5 đến 6 cành để mình dâm vào cái chậu này nhé. Những cành nó đều đều nhau và những cành nó già nó trưởng thành nhé, chứ không cắt những cẩn thận và dễ con của cái cây cũ nhé. Dùng dao nhọn nó sẽ cắt đây, các bạn cắt xong nhé, rất dứt khoát xong thì chúng ta bỏ ra chỗ một góc để cây nó liền sẹo, nó khô ấy. Khô cái sẹo đi ấy, khô cái vết cắt này đi để cho nó không bị nhiễm trùng. Và bây giờ mình sẽ cắt những cái cành còn lại tương tự nhé. Đến khi cắt xong thì mình được 6 cái cành như này. Bây giờ các bạn để cho mình khoảng nửa tiếng cho nó khô, nó liền cái vết cắt đấy nhá. Còn cái phần cây mà phần nó bị cắt ra thì mình sẽ bôi keo liền sẹo vào, hoặc là chấm ít vôi bột vào để cho nó không bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, nó sẽ không bị tiền này ở cái chỗ bóng dâm mát khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để cái vết cắt này nó khô hẳn nhá. Thì lúc đấy mình mới mang đi trồng. Và cây kim tiền này hay gọi là kim phát tài này, nó mang vận may về tài lộc và hút không khí cho trong lành cho gia đình chúng ta, hút những chất độc ấy. Nên cây này nó rất là tốt và lại còn tốt cho phong thủy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cho cái vết cắt này nó khô hẳn đi khoảng 3 đến 4 tiếng, sau đó mình mới đi trồng nhé. Khô ở cái vết mà mình cắt này, nó khô rồi nhé. Bây giờ mình cho vào cái chậu cát này trồng cát thì cho nó nhanh ra rễ. Sau một tháng sau nó ra rễ rồi thì mình thay chậu mới. Cây to cao thì chúng ta trồng ở giữa. Sau trồng xong thì mình tưới nước và pha tưới nước khoảng 15-20 phút xong cho mình pha phân bỏ thuốc N3M để kích rễ. Sẽ ra mầm mới và sau một tháng thì chúng ta chuyển chậu và thay bằng đất trồng và cho thêm các loại phân hữu cơ. Còn lần bây giờ thì mình chỉ tưới phân kích rễ N3M và cứ 7 đến 10 ngày thì chúng ta pha kích rễ theo cái tỷ lệ trong cái chai này, cách sử dụng này. Dâm cành thì 20g này với 1 lít nước sạch. Còn tưới gốc cũng là 20g nhưng với 10 lít nước thì mình sẽ tưới vào. Phun lên lá thì là 20g với 16 lít nước.
mình phun lên lá cây thì mình sẽ tưới là 20g, pha 20g đến 16 lít nước. Thì cứ một thìa cà phê là chúng ta pha được với 4 lít nước. Thì mình chỉ dùng 1 lít nước thôi. Chưa đầy 1 lít nước. Đây các bạn, như này là đã trồng xong nhỉ. Bây giờ tưới nước trước khi mà mình khoảng 20 phút trước khi mình tưới cái thuốc trị da rễ cực mạnh này, là 3M này. Rồi, giờ mình đi tưới nước để cho cái lá này nó giãn ra, sau đó mình mới đi tưới phân và tưới rễ. Đây các bạn, giờ các bạn tưới nước, các bạn phun sương để rửa sạch các kẽ lá nhé. Và để cái kẽ lá này nó giãn nở ra khoảng 15 đến 20 phút sau thì mình pha một chút xíu là 3M theo tỉ lệ như trong cái bao bì. Chúng ta tưới đây, cứ tưới từ trên lên dưới như vậy. Rồi 20 phút sau mình pha 3M mình tưới nhé. Sẽ phun từ lá trở xuống để cho nó ngấm từ trên lá xuống dưới gốc. Đấy, vì đấy cho nó ngấm từ trên ngọn xuống dưới gốc thôi. Ở đây mình tưới luôn cùng với tưới xong còn thừa thuốc thì mình tưới những cây hoa bên cạnh. Nhớ là từ 7 đến 10 ngày thì các bạn tưới một lần cái thuốc rễ này nhé. Sau khi cây kim tiền mình dâm được khoảng hơn 1 tháng thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra xem có rễ chưa nhé, để mình trồng vào chậu mới. Đây là những cành kim tiền mình dâm đấy. Sang chậu mới thì mình sẽ dùng đất để mình trồng nhé, vì đất nó nhiều dinh dưỡng. Còn cái dùng cát này để cho giữ ẩm và để cho nó không bị thối rễ, thối cây thôi, cành cây thôi. Bây giờ mình sẽ sang chậu nhé. Các bạn nhổ lên để mình sang chậu. Nhẹ nhàng các bạn nhổ lên. Hơn 1 tháng thì nó sẽ ra rễ rất là khỏe rồi. Rễ nó sẽ bám mà. Mình nhổ từng cây ra một nhé, rồi mình chở. Nhẹ nhàng không nào đứt dễ, mình thấy nó không bị tổn thương và dễ. Mình nhẹ nhàng đưa. Thực ra trồng trực tiếp cái cành vào đất cũng được, nhưng mà cái khả năng nó sợ nó bị thối cây ấy, cho nên mình trồng vào cát trước để dâm ra rễ. Đây các bạn, rễ ra rất là khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ trồng vào. Rồi chúng ta sẽ có cây kim tiền rồi. Và các bạn để thêm khoảng 1 tháng thì nó sẽ lại nhú cái mầm gốc từ cái thân cái cây kim tiền này ra nhé. Nhẹ nhàng các bạn vùi kín đất vào. Một cái chậu nhỏ này mình chỉ trồng được 6 cái cành kim tiền như vậy thôi. Để ngoài bên ngoài trời râm có bóng ấy, cây ấy, khoảng 1-2 tuần cho cây nó hồi lại. Sau đó mình sẽ cho vào nhà ấy. Và cách ngày hoặc là 1 tuần chúng ta tưới nước 2 lần là được. Để mình chỉnh sửa lại cho đẹp nhé. Khi mà xong mình lên chậu thì mình có được cái chậu kim tiền này các bạn. Rất là đẹp này. Bây giờ lau lá lại cho nó lá sạch đi. Và chúng ta để chỗ dâm thoáng mát. Và lúc nào khoảng 1 đến 2 tuần sau cây nó hồi phục lại, dễ nó không ấm chậu và nó không bị ảnh hưởng gì nữa. Và khi mà mình sang chậu thì mình đã có được một cái cây kim tiền rất là đẹp rồi. Và giờ mình sẽ dừng clip về cách trồng kim tiền bằng thân ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.